lạy Cha trương bưu diệm, lạy Cha trương bưu diệm. Chú năm nay là 73 tuổi, từ San Luis, Missouri. Chú mới mua Cali thăm mấy em mấy cháu bên đây được 3-4 ngày rồi. Và xin giúp mấy em đưa đến đây để biết chỗ đường du lịch, đến thăm cha là nói lên lời cảm ơn rất sâu xa, rất sâu sắc về cha giúp đỡ cho gia đình chú rất nhiều. Chú có được một con gái, nó bị gái mà nam, tánh tình là nam, nó rất đau khổ rất nhiều lắm. Nó chạy theo những cái bạn gái, nó là gái mà theo bạn gái. Vì bản tính của nó là như vậy, là bệnh như vậy rồi. Những bạn gái không tốt đã làm chuyện làm xấu, làm xấu nó, cho nó rất đau khổ. Một ngày kia bỗng dưng nó bị tâm cảm rất nặng. Rất nặng là rất nặng, chỉ nặng, không ăn cơm và khóc hoài. Bác rất lo lắng rất nhiều. Nó có ý định tự sát bằng súng. Nó có súng, nó bắt bằng súng. Bác mới nói, nó con ơi, cái này nghịch cảnh không phải là tội lỗi của con. Đây là Chúa sinh ra con như vậy, con đừng có buồn bã gì nữa. Nó rất là buồn lắm. Rồi một hôm đó sao như cha có dục chú nó là xin có người em chú ở sang ở Cali, em ơi mau ra văn phòng của cha trưởng Bưu Diệm xin lời khấn cho cháu nó thoát qua cái trầm cảm rất là nặng này. Sau khi mà viết xong rồi đó, là một tuần lễ sau cháu nó bừng tỉnh liền. Là lúc đó là chú viết lời khấn cho người qua đây. Em tới đây giết, em ruột tới đây giết. Chú nói lại là em ruột chú tới đây giết. Em ruột của chú, em ruột chú tới đây trên phòng cha giết lời khấn xong. Lời khấn xong là một tuần lễ sau là cháu nó bừng tỉnh rất là mạnh mẽ luôn. Bừng tỉnh rất là mạnh mẽ. Sau đó nó mới nói với chú là nếu mà con mà thật sự 6 vài ngày nữa thôi là con tự xử con liền. Ba mẹ về thấy con chết giường rồi. Chú rùng quá, chú nói cảm tạ ơn cha, ơn Chúa. Chú khóc. Sợ lắm, con ơi. Cái cuộc đó là cũng qua cái cơn khó khăn của con chú, gia đình chú. Rồi chú vẫn cầu nguyện. Và một hôm tụi nó là hai đứa bằng gái nhau á, nó tự meo với nhau rồi nó thương với nhau. Cô bé đó là ở Ốc Lâu mà, cô bé đó có việc làm meo, làm về giúp cho các bác sĩ về răng rồi đó, những là đó đến nhà chủ thương hai đứa ở với nhau. Đâu phải là dễ dàng ở với nhau đâu, ngày đầu nó mến nhau như vậy, có cái xôi sụp như vậy đó. Chú mới nói với nó, con nên nhớ, bạn gái này con không phải tự nhiên đến đâu. Chúa ban, cha ban, dẫn dắt nó tới đây, nhớ. Cha với Chúa không có phạt tội con như này, nhưng phạt tội con không biết từ nhau, đấm thật nhau, từ đó xấu xé nhau, chính lỗi tụi con chứ không phải lỗi Chúa, phải không? Con đừng nhớ vậy, thì chú ban rất là quý luôn. Tụi nó nghe là chú, cha cũng
trong lời nói của cô chú đó ra, nó thấm thiết đầu là thương nhau, dọn để nó ở luôn. Nó bây giờ tụi nó đi làm neo với nhau rồi, nó không còn nghĩ đến cái chuyện mà tự sát nữa. Đó là ơn Chúa ban thật sự. Thấy không? Thật sự tôi mừng lắm. Giờ nó cũng đang đi làm neo với nhau, dìu dắt nhau, âu yếm nhau. Chú rất là mừng thoát khỏi cái cảnh là tàn sát chính là kiểu tiên sử đó. Đó chuyện đó hết. Chuyện thứ hai là chú đang đi làm tự nhiên chú đau cái quê hàm này, chú khám bác sĩ đau hàm này tự nhiên chú trong một tháng nó xúc cần cũng thiệt là ốm luôn mà nó không đau. Nhờ cha cầu nguyện với cha như cha cho cái dịch không có đau. Có đau cái chú có điện thoại qua đây lên phòng đây nè để mà cầu xin, rồi chú có lắng nghe cái đọc tên chú ngân tin lại cầu nguyện đó. Một hai tháng sau từ từ cái bệnh nó hết rồi, hết ốm, ngưng là ốm liền, bắt đầu mới trở lại cái bình thường. Cái thứ ba là có người bạn của bé gái nhà chú nó trong đêm 12 giờ khuya mà bé nó đã 2 ngày không ăn không uống, bệnh sinh trương lên. Là người bạn của bé gái. Bạn của bé gái nó có đi con như vậy đó. Thì nó gọi qua gái nó, con chú nó nói cho gì vậy, chuyện gì sao? Có gì đâu khó khăn, gõ vào trên chắc chắn muốn dịp. Chắc chắn muốn, con thấy không? Ngài chấp tay với ngài giơ tay vậy nè. Giống như chú giơ tay. Con biết cầu nguyện. Con không biết cầu nguyện tiếng Việt, cầu nguyện tiếng Anh. Cha muốn biết giỏi tiếng Anh lắm á. Cầu nguyện chừng 2 phút sau là đứa bé xịt ra tràn đầy rồi. Chẹp cũng xẹp lại đó. Đó, nó hết, kêu qua trời ơi, nhìn khỏe quá, nó hết. Cái trong đêm đó mình đi tới bác sĩ rồi khám tới, khám lui, khám tướng ngực, ngon, cũng nặng nề lắm á. Xịt ra giờ nó lớn tuổi làm chơi đó. Không sao hết. Thì xin quốc sinh mọi người cũng cầu nguyện với Chúa, xin Chúa Cha được lên bàn thánh. Ngày Cha lên thánh, chú khóc. Nói vậy cha, nước mắt xíu dòng khóc không biết chừng nào. Cảm tạ ơn Chúa, tạ ơn cha để nghe lời những người nghèo khổ, những người là hết sức đường cùng chạy đến cha là được hết. Chú thường xuyên cầu nguyện. Người nào cầu nguyện với Chúa cha, khi mà mình có việc chuyện cần nói lên là cha với Chúa giúp mình nghe tức. Giống như điện thoại bạn bè cầu nguyện nhau con. Cầu nguyện mà lâu không cầu nguyện Chúa cha gì hết. Tôi còn kể thêm một câu chuyện nữa là tôi thi quốc tịch. Cái ngày tôi thi quốc tịch tiếng Anh không biết đâu, lờ mờ lẫn mẫn. Tôi rất chạy đến cha, lúc nào cũng suy nghĩ đến cha, đi tới đó là suy nghĩ đến cha rất nhiều. Mà năm nay quốc tịch sẽ là khó hơn nữa. Những ai chấp thuê quốc tịch hãy nghĩ đến cha ngay lập tức. Đừng chần chờ nữa. Chính tôi vô phòng còn kêu cha, tên cha, nếu mà cha không giúp con thì con sẽ rớt chính tầng mây luôn á, sẽ một tầng đâu. Thiệt cơ, bà vô cũng làm cho người ta đứng lên chào hỏi này kia nọ. Bây giờ tôi biết ông mà đó, tôi nói cái gì ông nói theo tôi, cái đó là đậu, đừng nói sai. Người hướng dẫn, người mà thi á, cái người giám khảo á, không dẫn á, rồi nó y như vậy. Bắt đầu cái mình đưa tay lên thề, bả đưa tay lên thề, mình đưa lên thề theo bả, rồi mình những câu gì bả nói ra, rồi bả trả lời, mình nói ra trả lời theo y luôn 5 câu. Ông đậu vào đó, nguyện Chúa, nguyện cha, cha theo mình từ khi mà mình học, từ khi mà bước chân vô, từ khi mà bằng ăn. Lời của người giám khảo tự nhiên thay đổi cho mình ngay lập tức, không phải khó khăn. Lạy Cha trong ưu riêng,
lạy Cha chương bưu diệu.